I have an appointment to see the minister. Rất mong các bạn dành thời gian luyện nhiều với cấu trúc câu này. Và nhớ là khi muốn gặp ai đó rất quan trọng thì chúng ta nên hẹn trước. Có một điểm rất thú vị về văn hóa ở đây là ở nước ngoài, muốn đến nhà bạn bè chơi hoặc là muốn đến nhà đồng nghiệp chơi thì chúng ta cũng nên gọi điện hoặc là hẹn báo trước, chứ không nên tiện thì ghé qua chơi. Tất nhiên là hẹn trước rồi thì lúc đến chúng ta không phải nói câu I have an appointment to see you, phải không các bạn? Quay trở lại bài, chắc các bạn còn nhớ câu nói của bác sĩ Trang khi gặp Ann. Chúng ta cùng theo dõi lại. Seriously, how can I help you? I've been getting some very bad headaches lately and I feel tense. When do you get them? Usually at night, but sometimes in the morning too. And have you been taking anything for them? No. You look tense. Are you working too hard? Not really. I'm over here from Singapore buying wines. But something's worrying you. Am I right? Yes. I'm worried about my brother. He's been missing for 2 years. No wonder you've been getting headaches. Chúng ta cùng làm bài tập đóng vai giao tiếp. Trong lần thứ nhất, các bạn hãy đóng vai Ann. Hãy trả lời các câu hỏi của bác sĩ Chang. Seriously, how can I help you? When do you get them? And have you been taking anything for them? You look tense. Are you working too hard? But something's worrying you. Am I right? No wonder you've been getting hit. Trong lần luyện đóng vai giao tiếp thứ hai, các bạn hãy đóng vai bác sĩ Chang, đặt câu hỏi cho Ann. I've been getting some very bad headaches lately and I feel tense. Usually at night, but sometimes in the morning too. No. Not really. I'm over here from Singapore buying wines. Yes. I'm worried about my brother. He's been missing for 2 years. No wonder you've been getting. Trong đoạn vừa rồi, các bạn thấy cô An và bác sĩ sử dụng một số câu ở thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Present Perfect Continuous Tense. Xin mời các bạn nghe chuyên gia của chương trình giải thích cách sử dụng của thời này. Let's look at the phrase have been getting. If Anne has a headache now, she would say, I have a headache. If she had a headache yesterday, she would say, I had a headache. But she says, I have been getting headaches. So she has had headaches in the past, and she is still having headaches now. Have been getting refers to an action that started in the past and is still going on. And it's a continuous action. Getting a headache doesn't happen just at one time. It goes on for a long time. Let's look at some other examples of this present perfect continuous tense. And have you been taking anything for them? No. The doctor asks Anne, have you been taking anything for them? That is, has Anne been taking any medicine for her headaches? The doctor wants to know if, when Anne gets a headache, she takes medicine and is still taking medicine when she gets a headache. Here's one more example. But something's worrying you. Am I right? Yes. I'm worried about my brother. He's been missing for 2 years. Anne says that her brother has been missing for 2 years. 2 years ago, he went missing. Now, he is still missing. So he has been missing for 2 years. The action started in the past,
continued until the present, and is still continuing now. Như vậy, thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động bắt đầu từ quá khứ, kéo dài cho đến hiện tại và vẫn còn đang diễn ra ở hiện tại. Xin mời các bạn đọc lại các câu nói của An và bác sĩ Chang. I've been getting some very bad headaches lately, and I feel tense. Have you been taking anything for them? Yes. I'm worried about my brother. He's been missing for 2 years. Mời các bạn luyện tập cách sử dụng của thời này cùng chuyên gia của chương trình. Hãy tìm các từ để lấp vào các chỗ trống trong các câu ở thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn. I, looking for him, a year. I've been looking for him for a year. I, waiting, an hour. I've been waiting for an hour. She, studying, 3 years. She's been studying for 3 years. We, driving, since 6 a.m. We've been driving since 6 a.m. Trong các câu luận vừa rồi, các bạn thấy là sau các từ như for, since, có các nhóm từ hoặc là các từ chỉ thời gian khác nhau như a year, an hour, 3 years, 6 a.m. Và chắc các bạn cũng nhận ra là sau từ for, chúng ta sử dụng những từ hoặc nhóm từ chỉ khoảng thời gian. Còn sau since, chúng ta sử dụng các từ hoặc nhóm từ chỉ điểm.